Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trên kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, có được sự đồng hành của quý vị là động lực rất lớn để ekip của kênh Hãy Sống Khác sản xuất nhiều clip hay và ý nghĩa hơn mỗi ngày. Thưa quý vị, có thể nói trong cuộc sống này, sinh mệnh của chúng ta rất ngắn ngủi và vô thường. Không chỉ vậy, còn luôn bị bủa vây bởi những đau khổ và phiền não. Mỗi người chẳng ai có thể thuận lợi cả đời, và chính sự không thuận lợi khi vượt quá giới hạn sẽ khiến con người cảm thấy bi hận. Cảm xúc thù và hận, bi và khổ, phiền não và thất vọng, gập ghềnh và trắc trở luôn khiến chúng ta bế tắc như là bị dồn đến chân tường vậy. Thế nhưng chúng ta chỉ cần tin tưởng rằng ác giả ác báo, thiện hữu thiện báo, cuộc sống của chúng ta sẽ trôi qua êm đềm và nhẹ nhàng hơn. Thiện báo chính là phúc báo mà chúng ta tạo ra từ những việc thiện trong đời, điển hình như 8 việc sau đây, mời quý vị cùng đón xem. 8 việc làm tạo phúc, người càng khôn càng phải biết. Thứ nhất, sống tùy duyên. Người ta nói, ở nơi thế gian này có hai nỗi khổ lớn. Một là nỗi khổ về được và mất. Hai là nỗi khổ về tình. Con người thường cố gắng bằng mọi cách để được sở hữu những thứ mình muốn. Nhưng suy cho cùng, nó lại giống như đang đánh bạc vậy. Khi thắng thì cảm thấy vui vẻ, còn khi thua thì lại cảm thấy buồn khổ. Trong tình yêu, được thì hạnh phúc, mất thì than trách số phận, oán hận người khác. Nơi thế gian khổ nhất là tình, cho nên mỗi người cần học cách thuận theo tự nhiên, vạn sự hãy để tùy duyên. Chỉ có sống thuận theo tự nhiên, được mất tùy duyên thì người ta mới thấy lòng nhẹ nhàng, tự do tự tại. Đây chính là một loại phúc. Thứ hai, nhất định phải hiếu thuận với bố mẹ. Trong trăm điều thiện, chưa hiếu đứng đầu. Bố mẹ sinh thành dưỡng dục, nuôi ta khôn lớn, ơn cao hơn núi. Kinh Phật cũng có nói, chúng ta báo đáp bố mẹ tiền tỷ cũng không trả hết công ơn. Những kẻ bất hiếu, trời không dung, đất không tha. Hơn nữa, những người mà ngay cả bố mẹ mình còn không hiếu thuận thì làm sao có thể lãnh đạo người khác, làm sao có thể đem lại điều tốt lành đến cho người khác mà nhận lại phúc báo. Vì thế, muốn nhận được phúc báo, trước tiên phải biết làm người. Mà muốn làm người, việc nhất định phải làm đó là hiếu thuận với người sinh thành dưỡng dục. Thứ ba, gieo hạt lương thiện. Trong cuộc sống, hãy dành ra những khoảng thời gian để nhìn lại xung quanh mình. Khi ấy, người ta sẽ dễ dàng phát hiện ra rằng còn rất nhiều hoàn cảnh éo le, khổ sở hơn mình. Cho dù mình khổ đến đâu, thì vẫn có người tội nghiệp hơn mình, đáng thương hơn mình. Vì thế, hãy giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn để họ cảm nhận được sự ấm áp của lòng tốt, tình yêu thương và giúp họ có động lực tin vào cuộc sống. Bất kỳ ai đều nên làm những việc thiện nhiều hơn. Theo quá trình gieo hạt đó mà ươm trầm những bông hoa xinh đẹp nhất cho nhân loại và cho chính tương lai của bản thân mình. Thứ tư, tôn trọng người xung quanh. Khi một ai đó đã làm giáo viên, quản lý của bạn, họ chắc chắn sẽ có những điểm ưu tú hơn bạn. Nếu bạn không khiêm tốn mà luôn cho rằng họ chỗ này chưa được, chỗ kia chưa tốt, buông lời chê bai, điều đó cho thấy bạn cũng nên xem lại bản thân mình. Khổng Tử nói, trong ba người nhất định có một người là thầy của ta. Người không khiêm tốn sẽ không bao giờ biết tự hạ thấp mình để thu nạp kiến thức, tinh hoa từ người khác. Và lẽ dĩ nhiên họ cũng sẽ không bao giờ được tôn trọng lại. Thứ năm, không tham lam, kẹt xỉ, không chịu làm việc thiện. Không hành thiện sẽ không thể có phúc báo. Người tham lam và keo kiệt, miệng ăn núi lở, thường hay bị cái nghèo bủa vây. Không làm việc thiện sẽ không gieo được mầm phúc đức. Kiểu người này không có tấm lòng bác ái, không có nhân duyên, nhất định sẽ chẳng hào phóng giúp đỡ người khác. Như vậy thì làm sao họ có thể gây dựng được sự nghiệp lớn mạnh trong xã hội cần đến sự hợp tác, liên kết như hiện nay? Họ có thể sẽ có những niềm vui nhất thời, nhưng cuối cùng tiền bạc rồi cũng sẽ đội nón ra đi mà thôi. Thứ sáu, không trộm cắp. Khái niệm trộm cắp rất rộng,
Chỉ cần chiếm hữu những vật không phải của mình, cho dù là một tờ giấy của công ty cũng có thể coi là lấy trộm, dù có lúc chúng ta rất quang minh chính đại, rất tự nhiên. Hành vi này sẽ làm tổn hại đến phúc báo của chúng ta, và vào một lúc nào đó chúng ta sẽ chịu một tổn thất tương tự. Còn có một bộ phận những người chuyên hành nghề trộm cắp, cho dù giàu lên nhờ việc làm này thì cuối cùng cũng đều phải trả giá cho hành động của chính mình. Thứ bảy, không nói dối. Sự hòa hợp chân thành giữa người với người không cho phép tồn tại sự giả dối, bất luận là người nhà hay đồng nghiệp. Chỉ cần bạn hàng ngày chân thành, thành khẩn đối đãi với mọi người, bạn sẽ được yêu quý, tín nhiệm và được hỗ trợ. Thường xuyên thêu dệt chuyện không có thật sẽ chỉ khiến bạn trở thành một kẻ xấu tính, tự đánh mất niềm tin với người xung quanh và trong nhiều tình huống sẽ phải trả giá đắt. Thứ 8. Không ham dâm háo sắc. Người ham dâm háo sắc, trong tâm hồn tồn tại tà khí, thiếu chính khí. Cuộc sống, sự nghiệp cũng vì thế sẽ trở nên không thuận lợi, viên mãn. Hơn nữa, người ham dâm háo sắc về mặt sức khỏe cũng sẽ chịu những tổn hại nhất định, khó có thể không sinh bệnh. Quý vị khán giả thân mến, cuộc sống muôn hình vạn trạng và nó khiến con người ta thật dễ dàng để bị choáng ngợp với tất cả những điều này đang diễn ra xung quanh. Thay vì theo đuổi danh vọng, hạnh phúc, chúng ta hãy tự tạo ra hạnh phúc cho chính mình. Nếu chúng ta thực sự muốn hạnh phúc, chúng ta phải tạo ra nó. Tại sao? Bởi vì chúng ta không thể chờ đợi một sự kiện, ngày tháng hoặc đối tượng cụ thể xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Nếu nó không xảy ra, hạnh phúc của chúng ta sẽ không bao giờ xảy ra. Hạnh phúc thúc đẩy sự thành công và viên mãn lâu dài, chứ không phải ngược lại. Vậy nên tạo ra hạnh phúc nên là ưu tiên số một của chúng ta, vì nó có thể mang lại thay đổi đáng kể và những cải thiện cần thiết trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của chúng ta. Vậy làm như thế nào để tạo ra sự hạnh phúc cho chính bản thân mình? Đáng tiếc rằng quá nhiều người trong chúng ta đang lầm tưởng hoặc hiểu sai lệch về sự hạnh phúc. Hạnh phúc là khát khao sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người. Hạnh phúc là một danh từ kỳ diệu, gợi cảm xúc tích cực về những điều tươi đẹp trong cuộc sống. Tuy nhiên, chuẩn mực hạnh phúc của mỗi người rất khác nhau. Bất kể định nghĩa của bạn về trạng thái này là gì đi chăng nữa, chúng đều đúng, chỉ trừ 4 lầm tưởng này. Thứ nhất, hạnh phúc là bất biến và chỉ dành cho những ai may mắn. Một trong những quan niệm sai lầm của đa số mọi người là hạnh phúc mang tính định mệnh, bền vững và không thể thay đổi được. Do đó, họ có xu hướng bằng lòng với sự thoải mái hiện tại trong vùng an toàn của mình, cũng như ngại thay đổi bản thân. Nhiều người cũng cho rằng hạnh phúc là món quà trời ban cho những người may mắn. Nếu không thì tại sao lại có những người không bao giờ cảm thấy hài lòng với bản thân và thường oán trách cuộc đời rằng hạnh phúc không dành cho mình? Bạn hoàn toàn có thể thực hành lối sống lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần để cuộc sống trở nên thú vị và tốt đẹp hơn, cũng như thay đổi suy nghĩ rằng mình xứng đáng được hạnh phúc. 2. Hạnh phúc là của riêng mỗi người. Tất nhiên, hạnh phúc của bạn do chính bạn dựng xây và vun đắp. Thế nhưng, cuộc sống hiện tại của mỗi người còn phụ thuộc rất nhiều vào sự yêu thương, nâng đỡ từ mọi người xung quanh. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người hạnh phúc rất chú trọng vào các mối quan hệ xã hội. Họ biết cách lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng, biết ơn những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Tính cách thân thiện, gần gũi cũng là một trong những phẩm chất đặc trưng của họ. Thứ ba, hạnh phúc bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi tiền bạc, địa vị, tình yêu, sự nghiệp, nhưng hạnh phúc của chúng ta vẫn có tính độc lập nhất định bởi giá trị cốt lõi của chúng nằm ở cảm giác yên tâm, thư thái trong tâm hồn mỗi người. Nếu đang sống một cuộc đời bình an, bạn đã may mắn hơn rất nhiều nạn nhân của chiến tranh, đói nghèo, phân biệt chủng tộc, xung đột, tôn giáo trên toàn thế giới. Vì vậy, hãy luôn suy nghĩ tích cực và yêu thương bản thân để trở thành một cô gái tràn đầy năng lượng nhé. Thứ tư, người hạnh phúc luôn luôn vui vẻ. Những người đã từng trải qua khổ đau mới có thể cảm nhận trọn vẹn giá trị của hạnh phúc.
Sự tức giận, buồn bã và trông chênh là những gam màu trầm giúp bức tranh cảm xúc trở nên sống động và rực rỡ hơn. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng khóc là một giải pháp hữu hiệu giúp chúng ta giải tỏa cảm xúc tiêu cực khi bị xuống tinh thần. Do đó, hãy lắng nghe tiếng lòng và sống thật với bản thân, bạn nhé. Khi trải qua những cung bậc tình cảm phong phú, chúng ta sẽ có thêm nhiều trải nghiệm, niềm tin và sức mạnh để tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình. Hạnh phúc không phải do định mệnh sắp đặt, mà là quyết định từ những sự lựa chọn trong cuộc đời của mỗi người. Giữa rất nhiều lựa chọn trong suốt cuộc đời mình, bạn hãy dũng cảm nắm bắt chúng bằng cách xây dựng thói quen lành mạnh, luyện tập thể thao và suy nghĩ tích cực. Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui cho riêng mình.